sống. Linh Dương bật dậy tự chiến và cái kết, bị Linh Cẩu liên tục cắn xé. Linh Dương vẫn bật dậy quật cường chống trả, nhưng cuối cùng nó vẫn trở thành bữa ăn cho kẻ thù khát máu. Đoạn clip này được một du khách có tên Sun Alok quay lại tại Komodo nước gần trại lùa Sapi thuộc vườn quốc gia Kruger. Một con Linh Dương đơn độc đã bị một con Linh Cẩu đói lao tới tấn công. Có lẽ vì quá đói nên Linh Cẩu đã quyết định ăn tươi nuốt sống luôn con mồi mà không chờ đến lúc kết liễu nó. Lúc này, một con báo hoa mai cũng đang trình trọt sẵn gần đó để chờ cơ hội ra tay. Linh Cẩu vốn là loài ăn thịt to lớn thứ hai sau sư tử trên thảo nguyên châu Phi, nên báo hoa mai biết rằng mình khó lòng đánh thắng đối thủ một cách sòng phẳng. Dù biết không còn cơ hội sống, nhưng Linh Dương vẫn bật dậy chống trả với hy vọng tìm cho mình một con đường sống đáng tiếc. Mọi nỗ lực của nó đã không được đền đáp. Linh Cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng. Ngoài ra khả năng chạy nhanh cũng cho phép linh cẩu truy đuổi được cả những loài chim ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo và cướp lấy thức ăn của chúng.